trên đường chạy vô khoảng được cỡ 3 lý á cô chú anh chị. Ăn ăn hai lần, lần trước bị hụt rồi, lần này nó cho nó ăn lại nè. Ngảo. Ồ cá ngã rồi nha cả nhà. Ngảo. Con còn đi con đấy chết. Bình nó cũng gặp, Bình nó cũng gặp chỗ ký vài ký á chứ. Mà tại sao anh mà gái néo này hả? Ba đứa trai hai người gái. Ông tài là tới bà gái có hai người trai. Người mất ông gái. Chất nấy dài sòng sọc luôn à. Dạ giờ này cũng gần đông rồi à, cô chú anh chị, cũng gần 5 giờ rồi, để ột bật đèn để mấy anh em dậy ăn cơm. Xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng hộp và anh em đồng cúng luôn. Dạ giờ tới chỗ câu rồi cả nhà, giờ mấy anh em cũng mới ăn cơm xong, điện thì họ cũng chưa tắt luôn, giờ tao bỏ thúng luôn cô chú anh chị. Rồi tao mở dây ra, tao bỏ thúng. Giờ ột sẽ neo nhằm neo đầu tiên của chú anh chị. Chú cha chút nữa dập chân dập cẳng không. Dạ cũng mới vừa neo xong dầm đầu tiên của chú anh chị, giờ về sau sửa soạn câu. Ngày mới ụt cái kính chúc cả nhà, kính chúc cô chú anh chị em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe, may mắn. Giờ hai con mồi đầu tiên của ngày mới. Cầu mong sao bữa nay được may mắn trứng gạo. Cái đống nhỏ nó dày ghê cô chú anh chị. Nó xuống là có nó ăn liền à. Cho nên một câu mở màn hả? Câu cá mở màn đầu tiên của chú anh chị à. Rồi từ từ tính sau. Con đổng nè.
luôn cả đổng nữa. Vào con này sổn hơn. Chuyển nghề của chú chị, một con đầu tiên. Lớn. Ột rất sợ con mực tuột đó nó cắn không cô chú anh chị. Con mực tuột đó nó cắn nghe nói nó độc không? Nghe nói nó cắn mình là nước lớn á, là nó sình lên, nước cạn nó sợp xuống. Nghe người lớn ta nói vậy biết có. Cho nên ột sợ con mực tuột đó nó cắn cô chú anh chị. Con này lớn á. Thank you.
kéo nặng tay biết lớn không? Nặng tay biết lớn. Con này nhỏ. Lớn à. Wow. Quá ngon cả nhà. Khi mình gỡ là mấy cái râu nó quắn nó bám cái tay cứng không có chỗ anh chị. Khi bỏ vô thùng đá phải rảy một phát à. Đại luôn. Wow. Mở nói ăn. Lồi đây phải kéo mạnh bạo như vậy nó mới ăn được nó của chú anh chị. Chứ kéo lờ mờ là không bao giờ ăn được nó đâu. Nó thả luôn à. Mấy ông mà chuyên gia mấy ông gỡ hay quá. Lên là mấy ông chụp, mấy ông gỡ, chụp gỡ mấy ông không có sợ gì hết. Ồt thì còn nhét. Tay vơ như ba bông. Quá đã, quá đã, quá đã. Ham ghê luôn cả nhà. Qua lại có chỗ là đúng chỗ đó là nó ăn. Ăn câu kia con nọ. Ôi sức không. Ăn câu kia con nọ luôn à. Sức câu kia còn con nọ đây. Loại này mà một ngày mà không sức thôi chứ. Sức ngày cũng 5-7 kg á cô chú anh chị. 4-5 kg, 5-7 kg á, sức quá trời.
đá này. Con này ngon. Con này ngon, con này ngon, con này ngon. Con này ngon của chú chị. Wow. Quá là ham luôn. Có con trà bái. Tập thể dục. Hai tay mà quơ à, quơ tóc. Rồi đây không bao giờ mình kéo chậm nó được đâu cô chú anh chị. Kéo nó mà như kéo câu cá là thôi không được đâu. Nó gỡ rường rất là hay. Lớn á. Wow. Bự bự không. Nước con này được nữa cũng lớn nữa cái tôi tự. Quá là ham luôn. Con nào con nấy.
cái áo của chú anh chị. Cái áo dài cưới á. Cái áo ủng móc con cá nục của chú anh chị. Áo quá ngon luôn. Ủa một bè cô cá nục ra chưa được 5 phút nữa cô chú anh chị tay luôn à. Con này nằm giá chắc cũng ký mấy. Con này lớn rồi nè. Quá hầm. Làm con cái áo làm lại con mực nữa. Khủng bố luôn. Con nào con nấy. Con này con nửa ký á cô chú anh chị. Ủa nó níu cái tay nè. Dạ níu cái tay gớm mắt nè. Hít nè. Hít tay nè. Đúng không? Ôi cô chú anh chị hít rột vậy. Ừ tì ra nè. Ghê quá. Nó hít nó lao vô để cái miệng cho nó cắn á cô chú anh chị à. Chứ phải dễ ăn nó đâu. Nó không lắm. Rột quá. Ôi mấy rường cứng luôn. Chắc ăn luôn. Rột. Đã quá. Cứng người luôn. Nó hít sâu xuống chút nữa là nó xảy à. Cô chú anh chị à. Ồn mà chỉ cần mà chồm tay xuống mà không đụng nó là thôi là ăn không được à. Nó mạnh lắm. Nó bò xuống lại xảy liền à. Nó hít mạnh ghê luôn. Hít rột. Quá tay quá chân luôn cả nhà. Khổng lồ luôn á. Xịt máu. Cái rừng nó sốc. Sợ ơi ngay cái rừng nó sốc. Con nào cũng nói ham ghê cho chú anh chị. Con 3-4 lạng, 4-5 lạng à. Nó bò ra ngoài. Con mực lớn thì nó bò ra ngoài cái tướng chị. Để nó chung làm bậy làm bạ. Quá là sang luôn. Ham ghê luôn. Bữa nay đúng ham luôn. Cá thổi lòi thổi lòi.
tôi tra dính lại. Một nó bám lại tưởng nó dính dạng chứ. Đang nó bám lại dưới đó của chú anh chị, nó gị lại á. Bữa nay nó ăn đã ghê cô chú anh chị. Bữa nay nó ăn ngon ghê luôn á. Lớn nhiều. Gần hết giờ rồi. Xém hết giờ của chú anh chị à. Một làm lèo nữa vô luôn. Kiếm vài ký nữa. Con nấy con đây 6-7 lạng á cô chú anh chị. 6-7 lạng á. Con nó 6 lạng có cô chú anh chị à. Dạ giờ cuốn câu sửa sạn vớt thúng vô cô chú anh chị. Con mắt nó mọc cái mục lẹo à. Mọc cái mục lẹo mà nháy nó đau. Chảy nước mắt mà. Dạ lớn nó còn mặc một lẹo. Coi nó bò lên có chú chị này. Dạ nó đây chắc cỡ 1 ký nữa cô chú anh chị. Dạ bữa nay bộn hơn qua cô chú anh chị, bộn hơn qua chứ là nhờ được con cá ảo 1 ký mấy nữa. Bữa nay mà ột không sức, bữa nay mà ột được con cá thu đây nữa là thôi cho sướng luôn cô chú anh chị. 11 giờ kém 5 phút. 11 giờ kém 5 phút, tối lâu ống xô một phép. Ột chụp lại cái nó hụt luôn, tặc lắc luôn. Rồi nó lấy con mồi đi luôn. Con cá đổng cồ. Con cá đổng cồ chà bá luôn chứ. Lấy con mồi đi luôn. Ô, hùng dí lên mây lên mưa luôn mà làm cái sốt. Rồi xong luôn. Dạ giờ đầy nắp lại rồi. Chờ anh em giấy tới rồi vớt thúng chạy vô cô chú anh chị. Anh em cũng ở sát ghê đây. Đó giờ giấy giờ kìa. Rê xuống đầu tên mấy ông chốt lại nó để phát sấy ống luôn chụp lại khỏi được luôn. Mất thì đây nãy. Mất thì sát mấy ông đầu tên nãy. Mất con đổng cồ. Sáng giờ đâu thấy đâu rồi. Mất con đổng cồ nữa chứ. Em đang giấy nó bờ xuống á. Rồi câu kéo nó dính á. Dẹp luôn chứ. Giờ đó dẹp cũng 10 giờ mấy rồi. Mất sẽ sớm mấy giờ rồi đó luôn à. Được con. Ăn 2 con được con. Tặng con được con. Được con hả? Con. Đường chạy vô khoảng được cỡ 3 lý á cô chú anh chị. Ăn 2 lần trước bị hụt rồi, lần này nó cho nó ăn lại nè. Đậu gà đậu số.
ấy ấy tàu chết tàu chết quá sổ luôn sổ luôn sổ luôn luôn đồ mẹ ấy ấy tàu thấy tàu vô nhị sấn đây mà bằng vô tàu sợ đây đang phút đi sợ ấy ông ơi chẳng ai chẳng ai ngáo 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 ồ cá ngã nha cả nhà ngáo 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 ô còn đi còn đây chết chết chưa chưa nha đi nha cả nhà. Đây. Đó. Đi đi đi. Làm cái gì? Kia sức cá bóp ngày qua được cá thu à quên quên ngày em kia em kia về bị sức á cũng ngay chỗ đây luôn bị sức con cá bóp ở nay tới ngay chỗ đó được lại là cô cả nhà mà chưa biết cá gì nha cũng nặng 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 tay ấy tại nó rải tay chưa biết cái gì hết cả nhà nó cũng nhẹ nhẹ tay à chứ con có nặng tay chưa có nặng tay không hả cái này phải không này cái này nó còn không có lớn gì lắm không con chú chị nó vô hồ nở dây luôn nó không con nha nó chạy cá bóp của chú anh chị à cá bóp tháo cây nữa cho tháo tháo tháo
sốc rồi, sốc nãy giờ rồi. Con đây nó sổn hơn con hồi mấy bữa một chút cô chú anh chị. Con số rồi, đứng số rồi, đứng số rồi. Mạnh lắm cô chú anh chị à. Loại cá này rất là mạnh luôn. Cỡ mấy bữa, cỡ con mấy bữa. Đẩy rồi không? Đẩy lưỡng rồi tận. Bọn em à, thôi xuống đẩy. Đẩy. Lên đây, lên đây. Đẩm đi. Mọi người hàm luôn, đẩm đi. Hay luôn cô chú anh chị. Còn cá bớp này là đủ mua bò hút cắt luôn cô chú anh chị à. Thì chị là được hai lon. Đó cái chỗ đó là hồi ngàn kia hột sức con cá bớp cỡ đây hoặc là lớn hơn đây chút. Rồi hồi ngàn qua hột lấy lại con cá thu cũng chỗ đây. Rồi bữa nay hột ghé lại chỗ đây nó ăn lại con cá bớp cô chú anh chị. Cũng rồi 600 này mua bò hút được à, là hai lon của chú anh chị. Đã giờ hút đậm dần video nha cô chú anh chị để xử lý con cá bớp. Loại đây nó sống dài lắm, nó sống dài hơn con cá thu nhiều. Rồi neo neo luôn ơi. Dạ giờ đã tới bến rồi cô chú anh chị. 3:04. Thì bữa nay chạy vô ột chắc câu chạy vô ăn 3 lần được 2 con. Con cá thu khoảng 5 kg, con cá bớp khoảng 3 kg mấy cô chú anh chị. Bữa nay vài đó ột ngâm câu lớn được con cá thu nhỏ nữa, ký mấy nữa. Chạy kia nọ ăn 5 lần mà được 3 con. Bữa nay thì ột bội thu rồi cả nhà, ột rất là mừng luôn. Thì rằng tiền không bằng ngày hôm qua nhưng số lượng cỡ đây là gọi là bội thu quá mừng rồi cô chú anh chị. Còn ngày hôm qua là 4 triệu mấy là quá hung rồi, quá đỉnh rồi. Cá bớp rồi cô chú anh chị. Con này biết tới 3 kg không biết nè. Sợ không tới 3 kg hết chứ. Dạ giờ căng con cá thu cho rỡ của chú anh chị. Và được mấy ký đây. Năm ký sáu của chú anh chị. Ở sang lô hút lạnh này sao mày không lấy uống đi. Dạ giờ căng mực luôn. Còn hút ra đất đi. Đó hút ra đất đó cho nó hút. Đổ gì cho nó ra cái nước đi. Kinh đầu á. Dạ, một nã 6 ký, coi căng được bao nhiêu ký của chú anh chị. Thì còn nhỏ đi.
lớn mấy bữa chút chút không à. Cầu giá đâu cho luôn mấy anh mà đi câu luôn cho cỡ tổ. Ở dưới liền luôn rồi. Ba này mình đứng ngồi quay tôi con 65 ngày cả. Chai nước á. Chai ốc á. À không có mấy ấy mà, 7 kg. 6 kg 13. 13 kg. Không đủ đâu. Tự nhiên tôi muốn lẹ. Tự nhiên 7 kg rưỡi đủ ông. Đi nãy muốn bay lẹ. Hả? Dạ 13 kg rồi cô chú anh chị. Còn rổ nữa. Này 7 kg nữa 20 rổ xong. Đấy kia nữa 20. Phóng ra. Rồi 6 kg nữa. À tổng cộng 19 kg mực cô chú anh chị. 19 triệu 9. Lấy cái kia 5 kg rưỡi hả? 56. Dạ mực thì 100.000 kg, 19 kg được triệu 9 của chú anh chị. Còn cá thu thì bữa nay cá nó hơi nhỏ là bữa nay cá nó báo giá là cá nhiều nó hơi rớt giá. Còn 202. Đó là lát nữa nhân tiền luôn. Con này 14 con này 14 kg. Dạ còn con cá đây để lát làm gỏi. Do đứa con gái Sài Gòn nó về thích ăn gỏi. Ốc để lại con đây làm gỏi thử ăn sao đây. Nghe nói ăn ngon. Nên ốc để lại con đây. Con này ký mấy. Còn con cá bóp đi chợ cô chú anh chị. Cá bóp lên chợ bán. À, để bán con cá bóp nữa luôn. À, thành tiền bữa nay. Nhiều hết nha cô chú anh chị. À, nãy bên mượn ký cân cá bóp lấy ký mình cân thử cá bóp mấy ký đồ 3 ký nè. Đồ 3 ký có thể cân được mấy ký của chú anh chị. Con cá bóp nữa. Còn con cá thu làm gỏi. À, để biết lấy ký ra coi cân. Chắc con đang táo 3 ký đâu. Có 2 ký rưỡi à. Wow, 4 ký luôn, 4 ký mấy luôn. 4 ký luôn. Wow, hãy coi ấy. Nó sao độ lạ vậy? Nó nhiệt ký à? Ơ nó nặng ký à? Nó uống. Vậy là mà biết con cá bóp xong mới với cô chú anh chị. Con cá bóp đó biết con ở nhà biết con là 4 kg. Lên đó 4.1 kg. Lên đó biết tính cho chị đó còn 4 kg là bị lấy cho là 900.000 chẳng. Cũng như là anh ột anh câu là một con cá thu á là 1.2 triệu 30.000 là 5.6 á cô chú anh chị, do cá nó nhỏ nên giá nó rẻ. Còn cá âm que mà biết con cho khách á là con cá nó bự giá nó cao. Ở đây biết nó mua cũng giá hồng que cũng báo là 27 á, nhưng mà biết giao cho khách biết không có con cho nậu nên giá cá nó bự nó cao tiền. Còn con cá bên đây thì cá nó có 5.6 kg à, nó nhỏ nên giá nó thấp. Nó có 22.000 kg của chú anh chị nên nó được 1.2 triệu 30.000. Còn con bạch tuộc á, anh ổn câu á, thì 19 kg thì 1.9 triệu. Thì tổng cộng số tiền anh ổn anh câu bên đây là được là 4.030.000 của chú anh chị. Hai bữa biển, anh túng biển đậm luôn. Bí mừng người gốm của chú anh chị. Bữa nay giờ thâu giờ biết cũng tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà luôn theo dõi ủng hộ cho vợ chồng anh ột. Giờ biết bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.